Chào các bác, đây sẽ thả hai cái chú chim nhỏ đấy. Các bác thấy đây này, cái đây là cái con chim quế lâm. Quế lâm này thì nhà mình không có nuôi, thế nên thả đi cho lên cây, rất là đẹp nha các bác. Ở nhà nó cũng hót nhiều đấy, nhưng mà quế lâm này thì nhà mình không có nuôi các bạn. Nọ là mình có vào nhà bắt được, cho lên cây này, lên cây. Đấy, okay. Tiếp theo đây là một chú khuyên. Con khuyên này là khuyên mái nha các bạn. Khuyên mái rất là đẹp luôn. Mái mình không có nuôi đâu các bạn. Con này là trước nuôi trong một cái tổ nhỏ nhỏ ấy. Con đực thì mình để lại nuôi, con mái thì thả nó ra. Thả nó ra thì ở đây thì nó khuyên này, mấy con này dễ sống lắm các bạn. Thả ra vô tư đây trên cây sung. Lên cây luôn. Đấy, đi ngay. Nói chung là cái con nào mình không thích nuôi, và thứ hai là những con mái thì mình thả đi. Đấy, thả đi nha các bạn, cho nó chơi. Sung sai chưa? Cái con nó khuyên này vừa rồi bắt một tổ, nó cũng làm ở khu đô thị này các bạn này. Đấy, cái cây này là khuyên nó làm tổ được hết. Sắc là dễ sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Cá Đất Việt nhé. Chúng ta cùng đam mê, nhưng tuy nhiên thì chúng ta nếu mà nuôi chúng ta nên chăm sóc tốt. Đấy. Còn nếu mà chúng ta những cái con mà mái hoặc là lỗi, hoặc là con chim mình không thích thì mình nên thả đi.